Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 10, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí triệu tập cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu ra điều trần nhằm làm rõ vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn trên. Toàn bộ 9 thành viên của Ủy ban gồm 7 nghị sĩ Dân Chủ và 2 nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết. Chát điều trần ông Trump sẽ hết hiệu lực khi Quốc hội khóa này kết thúc nhiệm kỳ và dự kiến Ủy ban này sẽ gửi chát cho ông Trump trong mấy ngày tới. Cựu Tổng thống Mỹ lập tức phản ứng quyết định của Ủy ban điều tra bạo loạn. Trong bài đăng trên Truth Social, nền tảng mạng xã hội do ông lập lên, ông Trump cáo buộc lệnh triệu tập nhằm chia rẽ đất nước và Ủy ban điều tra là trò hề với cả thế giới. Trước đó, Ủy ban cho biết họ đang cân nhắc yêu cầu ông Trump hoặc cựu Phó Tổng thống Mike Pence ra điều trần. Trong hơn một năm qua, Ủy ban điều tra đã phỏng vấn hơn 1.000 nhân chứng, hơn 880 người bị bắt liên quan vụ bạo loạn, trong đó hơn 400 người đã nhận tội. Trong buổi họp báo sau hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ngày 13 tháng 10, Tổng thư ký NATO cho biết liên minh này sẽ theo dõi rất chặt chẽ cuộc tập trận hạt nhân sắp tới của Nga, đặc biệt là trước những lời đe dọa hạt nhân mới nhất của Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Jens Stoltenberg, NATO sẽ theo dõi sát cuộc tập trận sắp tới của Nga, dù đây là tập trận thường niên. Chúng tôi đã theo dõi các lực lượng hạt nhân của Nga trong nhiều thập kỷ. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và cảnh giác, nhất là khi họ chuẩn bị một cuộc tập trận hạt nhân mới. Cuộc tập trận lần này của Nga là cuộc tập trận thường niên, nơi họ thử nghiệm và kiểm tra lực lượng hạt nhân của mình. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhận định kịch bản NATO sử dụng vũ khí hạt nhân là vô cùng xa vời. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận thấy sự gia tăng khả năng sẵn sàng hoặc thay đổi nào trong thế trận hạt nhân, nhưng chúng tôi sẽ vẫn cảnh giác. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ cho họ đặc quyền được thông báo chính xác cách chúng tôi sẽ phản ứng nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cùng ngày cảnh báo, phương Tây sẽ phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine. Đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev chỉ trích quan chức EU hoang tưởng khi cho rằng Moscow sẽ tấn công hạt nhân ở Ukraine. Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ và các nước phương Tây dường như muốn leo thang tình hình xung quanh việc sử dụng vũ khí hạt nhân để sau đó đổ lỗi cho Moscow. Bà Zakharova cáo buộc đó là một phần trong chính sách phá hoại của Mỹ nhằm đảm bảo vị thế thống trị toàn cầu của họ, bất chấp nguy cơ kích động một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Thưa quý vị, tỷ phú người Mỹ Elon Musk đang bị nhà chức trách liên bang điều tra liên quan thương vụ tiếp quản công ty công nghệ Twitter với cáo buộc vi phạm thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la Mỹ trong quá trình mua lại nền tảng mạng xã hội này. Ngày 13 tháng 10, công ty Twitter đã gửi một bản đệ trình yêu cầu các nhà chức trách liên bang điều tra ông chủ Tesla, tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Cụ thể, Twitter tuyên bố rằng họ đã yêu cầu luật sư của ông Musk cung cấp nội dung trao đổi giữa ông và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC và Ủy ban Thương mại Liên bang FTC có liên quan đến việc ông Musk mua lại cổ phiếu của Twitter, nhưng phía ông Musk đã từ chối. Twitter từng đệ đơn lên SEC và FTC để điều tra việc tỷ phú Musk đã chậm trễ trong việc bàn giao các tài liệu cần nộp khi ông mua hơn 9% cổ phiếu của Twitter hồi cuối tháng 4. Theo đài CNBC, hồi tháng 7, ông Elon Musk từng tuyên bố chấm dứt thương vụ do phía Twitter vi phạm điều khoản trong thỏa thuận sáp nhập. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 10, ông Elon Musk lại tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Nhiều du khách đã nô nức đến xứ sở hoa anh đào sau khi Nhật Bản tuyên bố mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 11 tháng 10. Không chỉ vậy, đồng yên Nhật hiện đang giảm xuống mức thấp nhất sau hơn 20 năm, cũng là một trong những động lực thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch tại đây. Đường Nakamise dẫn đến đền Sensoji của Asakusa, một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch của Tokyo, đang chứng kiến sự hồi sinh của du lịch sau thời gian dài chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Nhiều cửa hàng bán bưu thiếp, đồ lưu niệm, đồ ăn nhẹ đông đúc du khách. Việc Nhật Bản mở cửa đúng vào thời điểm đồng nội tệ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998 được cho là sẽ thúc đẩy chi tiêu của du khách và đó sẽ là tin tốt cho các doanh nghiệp vực dậy sau cơn bão COVID-19. Có vẻ như mọi cửa hàng đều đang giảm giá 35%. Vợ tôi và tôi đi vào một cửa hàng và chúng tôi sẽ xem xét một món đồ 50 đô la nhưng hiện tại thì thực sự nó chỉ là 30 đô la. Bạn biết đấy, đây là một sự khác biệt lớn. Dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đến đây du lịch thôi nhưng thật sự thì cũng rất tuyệt khi đồng yên đang giảm.
bởi chúng tôi sẽ mua sắm rất nhiều. Nhiều chủ cửa hàng trên con phố này, trong đó có ông Manabu Hirano, hy vọng sự trở lại của du khách quốc tế sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Rất nhiều du khách đã đến đây, trung bình 70-80% là khách nước ngoài. Chúng tôi rất biết ơn khi Nhật Bản mở cửa đón khách quốc tế. Mặc dù sự trở lại của khách quốc tế được hoan nghênh, nhưng chi tiêu của du khách không phải là liều thuốc chữa bách bệnh. Bởi đồng yên giảm, khiến hàng hóa đắt đỏ hơn, giá nguyên liệu tăng và đó là vấn đề lớn đối với không ít tiểu thương tại đây. Tính đến nay, đồng yên Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất chưa từng thấy trong hơn 30 năm qua so với đồng bạc xanh của Mỹ, khi ghi nhận tỷ giá 1 đô la Mỹ đổi được 147 yên. Đây là mức giá thấp nhất của đồng nội tệ Nhật Bản kể từ năm 1990 và diễn ra sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn nhiều so với dự báo. Kính thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông của nước này vào lúc 1 giờ 49 phút sáng 14 tháng 10 theo giờ địa phương. Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này là một biện pháp đối phó với hành động của quân đội Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến. Cụ thể, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Bình Nhưỡng phát hiện quân đội Hàn Quốc tiến hành một cuộc bắn pháo trong khoảng 10 giờ gần khu vực phòng thủ của quân đoàn 5 quân đội nhân dân Triều Tiên vào ngày 13 tháng 10. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 3 tuần qua. Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 cho biết một phi đội khoảng 10 máy bay quân sự của Triều Tiên đã bay về phía nam đường giới hạn hoạt động do thám do Hàn Quốc thiết lập gần biên giới Liên Triều. Hàn Quốc đã huy động máy bay quân sự bao gồm các máy bay chiến đấu F-35A để phản ứng với động thái của Triều Tiên. Thưa quý vị, trong vài thập kỷ qua, máy ATM đã trở thành một trong những thiết bị công nghệ phổ biến nhất trên thế giới. Nhưng quý vị có nghĩ tới việc có thể bắt gặp một chiếc máy rút tiền ở độ cao gần 4.700m? Đoạn đèo cửa khẩu biên giới Gujarat phía bắc Pakistan chính là nơi đặt máy ATM đầy đủ chức năng cao nhất thế giới. Ngân hàng Quốc gia Pakistan đã lắp một máy rút tiền ở đoạn đèo Gujarat vào năm 2016. Hình ảnh chiếc máy chạy bằng năng lượng mặt trời và gió này đứng giữa đoạn đèo Gujarat vắng vẻ và lạnh giá là vô cùng kỳ lạ. Ngân hàng Quốc gia Pakistan đã mất khoảng 4 tháng để hoàn thành dự án trên và cuối cùng nhận được danh hiệu kỷ lục Guinness Thế giới lắp đặt máy ATM cao nhất thế giới. Dẫu vậy, vấn đề bảo trì và nạp tiền cho máy thường xuyên cũng là một công việc khá khó khăn vì ngân hàng gần nhất cách đó ít nhất 82 km cộng với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Máy ATM này chủ yếu phục vụ lính biên phòng, số ít người dân địa phương và một vài khách du lịch xuyên biên giới. Với quả bí ngô nặng gần 1,2 tấn, một người làm vườn ở thành phố Anoka, bang Minnesota, Mỹ mới đây đã phá vỡ kỷ lục trái bí ngô nặng nhất nước Mỹ được thiết lập vào tuần trước tại bang New York. Ông Travis Granger đã chuyển trái bí ngô nặng tới 2.560 pound, tương đương 1.161 kg của mình đến tham gia giải vô địch bí ngô thế giới lần thứ 49, diễn ra ở thành phố Half Moon Bay, bang California. Trái bí ngô to quá khổ này đã giúp ông phá vỡ kỷ lục quốc gia về trái bí ngô nặng nhất do anh Scott Andros thiết lập cách đây ít hôm với trọng lượng 2.554 pound, tương đương 1.158 kg. Trái bí ngô khổng lồ còn giúp ông Travis Granger giành chiến thắng tại giải vô địch bí ngô thế giới năm nay. Chia sẻ niềm vui chiến thắng, ông Granger nêu rõ đây là điều không tưởng đối với ông do khoảng thời gian mùa xuân không thuận lợi cho việc trồng và chăm sóc bí ngô. Tôi đã rất vất vả và phải mất tới 35 giờ để chở trái bí ngô khổng lồ này tới dự giải vô địch bí ngô thế giới năm nay tại vịnh Half Moon. Cách đây 2 năm, ông Granger đã giành chiến thắng trong cuộc thi tương tự ở Bắc California. Với trái bí ngô năm nay, ông đã phá kỷ lục được thiết lập tại New York vào tuần trước. Tuy nhiên, theo sách kỷ lục thế giới Guinness, kỷ lục trái bí ngô nặng nhất hiện nay vẫn do ông Stefano Cutruppi ở Italia nắm giữ với trái bí ngô nặng tới 1.226 kg, thiết lập hồi năm ngoái.